Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Đại chiến Mỹ-Trung là thảm họa khủng khiếp nhất toàn cầu. Thưa quý vị, theo hãng Reuters, một cuộc xung đột toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là một thảm họa khủng khiếp nhất của nhân loại. Thậm chí ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không sử dụng đến. Trong những ngày gần đây, căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng một dâng cao khi mà Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ Biển Đông. Bộ Quốc phòng của Mỹ tuyên bố sắp tới Mỹ sẽ can thiệp sâu rộng vào vấn đề Biển Đông và bảo vệ tuyệt đối an toàn Biển Đông cũng như là Biển Hoa Đông. Phía Mỹ nói thẳng sẽ bảo vệ ba hòn đảo. Một là đảo Senkaku, hai là bãi Tư Chính, ba là đảo Hoàng Sa, Trường Sa ra khỏi tay của Trung Quốc. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình tuyên bố như sau: Biển Đông, đảo Senkaku, bãi Tư Chính, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một phần chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc. Đồng thời, người đại diện Bộ Ngoại giao của Trung Quốc còn nhấn mạnh sẵn sàng thực hiện một cuộc chiến tranh với cả Mỹ nếu như Washington tuyên bố chiến tranh. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, báo động về tình hình an ninh khu vực lại càng lên cao khi mà cố vấn chính trị hàng đầu của Tổng thống Mỹ ông Joe Biden từng chia sẻ rằng ông tin chỉ vài tháng nữa hoặc một vài năm nữa là sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông, trong khi khả năng về một cuộc chiến tranh vẫn còn khá xa vời. Nhiều chuyên gia nói với cả hãng Reuters rằng họ tin cuộc chiến xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ rất thảm khốc, đưa cả thế giới vào tình trạng báo động và hỗn loạn, và có khả năng sẽ kết thúc cuộc sống mà chúng ta biết trên trái đất này. Theo các chuyên gia, Mỹ sẽ chiến thắng Trung Quốc một cách dễ dàng nếu chỉ là một cuộc giao chiến thông thường. Khi đó, cuộc chiến sẽ giống như việc Trung Quốc đưa một đội nông dân ra để chống với cả một gã khổng lồ, và đoàn quân của Trung Quốc sẽ bị thất bại thảm hại trước gã khổng lồ của Mỹ. Thế nhưng ngay cả một cuộc chiến thông thường cũng sẽ là một thảm họa chiến lược toàn cầu. Nó sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng trên thế giới và một khoảng trống quyền lực sau sự thất bại của Trung Quốc. Đó là điều mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ thấy chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Chris Chan, giáo sư chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Wake, nói về viễn cảnh của một cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. Tôi thật sự nghĩ rằng đó là dấu chấm hết của sự sống trên trái đất từ một mức độ rủi ro chiến lược toàn cầu. Tôi muốn nói rằng một cuộc chiến giữa Mỹ và bất kỳ cường quốc lớn nào là điều cuối cùng mà chúng ta muốn thấy, vì nó có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân. Khả năng hai bên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân là quá cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho biết thêm là từ những năm 1970, các nhà chính sách học tại Washington đã xác định hình thức vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong quan hệ với cả Trung Quốc, Mỹ sẽ mất hàng ngàn quân, nhưng Trung Quốc sẽ bị đè bẹp hoàn toàn nếu thực sự có một cuộc chiến chống Mỹ. Theo các chuyên gia cho biết, lý do chính của chiến thắng này là vì quân đội của Mỹ có lợi thế vượt bậc trong chiến tranh toàn diện do vượt trội về mặt khoa học công nghệ, và bốn nhánh quân sự của Mỹ cũng sẽ hiệp đồng tác chiến cực kỳ ăn ý với nhau, và các chuyên gia tin rằng Mỹ sẽ thổi bay Trung Quốc một cách dễ dàng. Ngược lại, quân đội của Trung Quốc ít có kinh nghiệm chiến đấu cũng như không có hoạt động phối hợp ăn ý giữa các lực lượng như Mỹ. Có một sự khác biệt rất lớn giữa những người từng tham chiến và những người không tham gia chiến tranh bao giờ. Vì thế, Trung Quốc sẽ thất bại thảm hại trước quân đội của Mỹ ở ngoài Biển Đông. Theo các chuyên gia cho biết, một khi xảy ra chiến tranh với cả Mỹ, các cơ sở quân sự mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép trên Biển Đông khó giữ vững được đường dây liên lạc cũng như cung cấp nhiên liệu đạn dược ra các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đang muốn tăng cường sức mạnh quân sự ở ngoài Biển Đông thông qua việc mở rộng xây dựng cơ sở hạ tầng cho các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng phi pháp của Việt Nam ở ngoài Biển Đông. Bắc Kinh xem đây là một lợi thế chiến lược của quân sự quan trọng này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, trên thực tế, các giá trị quân sự nổi này không có tác dụng quá nhiều như phía Bắc Kinh vẫn từng kỳ vọng, và nó sẽ lộ ra rất nhiều điểm yếu. Ví dụ như trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản như Trung Quốc bây giờ cũng nhận ra việc kiểm soát các chuỗi đảo nhân tạo ở Thái Bình Dương mang lại ý nghĩa chiến lược ít nhiều. Tuy nhiên, đến cuối cùng, chính những hòn đảo này đã trở thành gánh nặng cho Nhật Bản khi Mỹ và các đồng minh tập trung lực lượng đánh chiếm từng đảo một, buộc Nhật Bản phải từ bỏ. Theo các nhà chuyên môn, có kinh nghiệm từng châm biếm rằng chỉ những kẻ ngu ngốc mới mang một con tàu đi chiến đấu với cả một pháo đài. Nhưng trong thời đại hiện nay, mọi việc đã khác, con tàu vẫn có thể chiếm lợi thế hơn là pháo đài với sự hỗ trợ của công nghệ quân sự tinh vi. Trong trường hợp của Trung Quốc, dù không ngừng mở rộng xây dựng thêm cơ sở hạ tầng cho các đảo mà họ đang chiếm đóng phi pháp trên Biển Đông, nhưng sự thật là các điểm yếu của những cơ sở này vẫn cứ tồn tại và không dễ dàng khắc phục trong một sớm một chiều. Chắc chắn Trung Quốc cũng sẽ nhận ra điều này, bởi vì nước biển rồi
thời tiết, khí hậu sẽ không đáp ứng được như trong đất liền. Vì thế khi xảy ra cuộc chiến tranh với cả Mỹ thì tất nhiên phía Mỹ sẽ có lợi thế hơn rất nhiều, bởi vì các tàu khu trục và tàu sân bay của Mỹ sẽ rất cơ động hơn là các đảo nhân tạo đứng tại chỗ của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Trên thực tế, khi sở hữu những căn cứ quân sự trên Biển Đông, Trung Quốc có thể khiến hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Mỹ gặp khó khăn. Nhưng nếu xảy ra xung đột, xảy ra chiến tranh thì sẽ không quá khó để không quân hải quân của Mỹ giải quyết những cơ sở này một cách nhanh gọn. Theo một vị tướng trong quân đội của Mỹ tiết lộ rằng, phía Mỹ đã san bằng rất nhiều đảo nhân tạo trên Tây Thái Bình Dương. Vì thế, việc san bằng vài cái đảo nhỏ ở ngoài Biển Đông của Trung Quốc đối với cả phía Mỹ sẽ không có bất kỳ khó khăn nào với cả chúng tôi. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, Mỹ liên tục điều các tàu khu trục, tàu sân bay, lính thủy đánh bộ tiến sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông để dằn mặt Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc dừng ngay những hành động phi pháp và ngang ngược trên Biển Đông đi, đặc biệt cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi bãi tư chính của Việt Nam. Nếu không, phía Mỹ sẽ ra tay và hành động quyết liệt, đặc biệt là phía Mỹ sẽ san bằng tất cả những cái đảo nhân tạo của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Ngay lập tức, phía Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã lên án một cách kịch liệt và Bắc Kinh cho rằng những hành động của phía Mỹ vừa rồi là xâm phạm đến vùng lãnh hải của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và yêu cầu phía Mỹ dừng ngay những hành động gây hấn cũng như gây căng thẳng tại vùng lãnh hải của Trung Quốc. Được biết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng chúng tôi kiên quyết phản đối điều đó của Mỹ. Chúng tôi kêu gọi phía Hoa Kỳ tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của các quốc gia trong khu vực và đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở ngoài Biển Đông, và quân đội của Trung Quốc sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ và sứ mệnh của mình để bảo vệ vững chắc quyền chủ quyền, quyền tài phán cũng như an ninh của quốc gia. Trung Quốc và chúng tôi sẽ quyết đấu nếu như phía Hoa Kỳ còn lấn sân vào vùng lãnh hải của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Tóm lại, theo các chuyên gia nhận định rằng quân sự của Trung Quốc vẫn còn kém rất xa với quân sự của Mỹ. Nhìn chung, toàn bộ năng lực quân sự của những thực thể đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông bị phụ thuộc vào hoàn toàn công tác hậu cần từ đại lộ. Các căn cứ tưởng chừng như bất khả xâm phạm này lại rất dễ bị cô lập và đổ vỡ, vì hầu hết đều không có kho dự trữ đủ lớn. Khi xung đột xảy ra, chiến tranh xảy ra, việc dựng đường dây liên lạc và cung cấp nhiên liệu đạn dược là rất khó khăn và rủi ro sẽ thách thức sự sống còn của Trung Quốc. Thưa quý vị, mới đây thì Trung Quốc phản ứng kịch bản Mỹ đánh chiếm tiền đồn trên đảo ở Biển Đông. Quân đội Mỹ đang diễn tập cho một vài trò nguy hiểm nhưng có thể mang tính quyết định trong trường hợp nổ ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Lính dù Mỹ đã diễn tập việc nhảy xuống chiếm các tiền đồn Trung Quốc trên các đảo nước này chiếm đóng trái phép ở Biển Đông. Việc chiếm giữ những tiền đồn này và những đường băng chiến lược trên đó có thể cho phép lực lượng Mỹ có thêm căn cứ mới để tấn công đáp trả Trung Quốc. Theo nhận định của cây bút David Asi trên trang Forbes, quân đội Mỹ có lẽ có đủ máy bay chiến đấu để đánh bại Trung Quốc trong một cuộc chiến ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều họ thiếu là căn cứ tại đó. Vì thế, theo chuyên gia này, Mỹ có thể mượn các căn cứ từ Trung Quốc bằng cách thả lính dù hoặc cho đổ bộ lính đánh thủy, đánh bộ, chiếm đóng các tiền đồn của Trung Quốc. Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã cho xây dựng phi pháp các tàu sân bay cố định dưới dạng tiền đồn trên nhiều đảo ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Một vài trong số tiền đồn này có đường băng. Các căn cứ quân sự trên đảo này cộng với các sân bay dọc bờ biển Đông Nam Trung Quốc sẽ cho phép Bắc Kinh phân tán máy bay chiến đấu. Việc phân tán như thế giúp Bắc Kinh bảo vệ các máy bay khỏi cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay ném bom của Mỹ. Ngược lại, máy bay Mỹ tập trung tại một số ít căn cứ thường trực. Căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản là nơi tập trung chính sức mạnh không quân chiến thuật của Mỹ và đồng minh ở Tây Thái Bình Dương. Một khi có khủng hoảng xảy ra, căn cứ có thể chứa hàng trăm chiến đấu cơ và máy bay hỗ trợ. Bên cạnh đó, căn cứ không quân Anderson của Mỹ tại đảo Guam cách Biển Đông gần 2.800 km thường tập trung máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu và máy bay do thám. Trong trường hợp cần thêm căn cứ quân sự tại khu vực, một lựa chọn rủi ro nhưng hứa hẹn của Mỹ là chiếm một số tiền đồn trên đảo của Trung Quốc. Nếu thành công, máy bay chiến đấu của Mỹ có thể tiến vào trung tâm Biển Đông. Mỹ không phải là không tính đến phương án này. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, 350 lính dù thuộc Sư đoàn Bộ binh 25 của Lục quân Mỹ đến từ bang Alaska đã luyện tập đổ bộ đánh chiếm một sân bay mô phỏng trên đảo Guam. Dĩ nhiên là khó có chuyện Mỹ đơn phương và vô cớ tiến hành một cuộc tấn công như thế. Theo chuyên gia David Asi, chuyện này nếu xảy ra là vì Trung Quốc xâm phạm quá mức lãnh thổ của các đồng minh Mỹ hoặc leo thang củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp trên biển bằng cách tấn công lực lượng nước ngoài tuần tra các vùng biển quốc tế.
không gì lạ khi Trung Quốc phản ứng mạnh trước giả thuyết binh sĩ Mỹ có thể đánh chiếm các tiền đồn trên đảo nói trên. Trong bài viết trên trang Global Times hôm 11 tháng 8, tác giả Su Halim cho rằng ý tưởng này chỉ là phỏng đoán của giới truyền thông. Người này còn cảnh báo bất kỳ một cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào một tiền đồn Trung Quốc sẽ dẫn đến cuộc phản công toàn lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và chắc chắn phải trả giá đắt. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.